Morning. Trải nghiệm ẩm thực cuối cùng mình muốn gửi đến các bạn trong chuyến đi lần này là trải nghiệm dành cho các bạn yêu thiên nhiên. Bữa sáng tại Mango Bay. Phải cảnh báo trước là đường đến Mango Bay hơi bị heo hút nha. Đường chỉ đủ dành cho một chiếc xe hơi thôi. Nhưng đây lại chính là khu resort tự nhiên nổi tiếng nhất nhì Phú Quốc đó. Những người khai thác khu resort này hạn chế tối đa việc tác động đến môi trường tự nhiên. Rừng bao phủ, bờ biển, bãi đá, tất cả đều được duy trì và bảo vệ ở trạng thái nguyên sơ nhất. Và đây cũng chính là vẻ đẹp nguyên bản của Phú Quốc. Trở lại với nhà hàng The Rock của khu resort nè. Set menu sáng ở đây có giá 250 một người. Thực đơn đầy đủ 4 phong vị Mỹ, Âu, Á và Việt. À mà chú ý là set menu này đã bao gồm cả 2 món nước rồi đó. Còn gì tuyệt vời hơn cái cảm giác vào một ngày nắng nhẹ. Phía sau là rừng, phía trước là biển cả bao la. Sóng đang vỗ, gió đang thổi hồn qua từng kẽ lá. Chúng ta ngồi đây thưởng thức bữa sáng, nhâm nhi từng ngụm cà phê. Đây chính là cảm giác của sự bình yên. Ngoại trừ bánh mì khai vị bị khô, mình đánh giá các món còn lại đều khá good. Các bạn nghe thấy tiếng ve kêu không? Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác gần thiên nhiên đến như vậy. Không, cảm thấy tiếc nuối vì môi trường sống xung quanh đang dần mất đi những âm thanh này. Trải nghiệm này tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại.